quán ta là ngày tư Lê Quang Định với lại Nguyễn Văn Đậu. Thì hôm nay GoFood sẽ dẫn các bạn đi thưởng thức cái món lẩu đuôi bò nổi tiếng tại đường Nguyễn Văn Đậu đây. Đây là địa chỉ số 188A Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình Thạnh. Cái không gian chính nó sẽ nằm bên này, trái là khách ngồi, bên phải là sẽ là bếp với lại tủ chuẩn bị, và bên này cũng là một không gian thứ hai của quán. Phần của món lẩu bò nên để cân cho khách đây. Trên một cái tủ nho nhỏ đựng rất là nhiều thành phần của lẩu bò. Hồng ơi, chị em nhà cục đuôi chặt chưa? Phụ bà con cái món lẩu bò đây. Đây khách mang về hả chị? Dạ. Một cái lẩu của mình thì đầy đủ thì giá nhiêu ạ? 250-300. Là tùy nhỏ hay là trung hay là? Cái nhỏ 250, cái lớn 300. Dạ. Cái thành phần chủ yếu của món lẩu đuôi bò tại quán 188A đây, các bạn như đấy, người nhà đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thì bò nguyên là cái đầu hũ nè, tươi nè, cái nồi nước súp của món lẩu bò, lẩu đuôi bò. Và đây là phần phở ăn với lại lẩu đuôi bò, món mì trứng quen thuộc mì vàng. Bên này sẽ là rau được rửa sạch để khô đây, rất là tươi. Rau cải, hẹ, mà mùng tơi này. Chị đang xác là gì ạ? Dạ, thịt nạm không? Thịt nạm hả chị? Dạ. Là gì chị ha? Dạ, tim. Ở trong cái phần tim thật là to rồi. Nói chung cái thành phần chính của lẩu đuôi bò là đuôi bò, thì nó sẽ đi kèm với lại gân, bắp, bò, nạm hoặc là tim, rất là nhiều cái thành phần trong một cái nồi lẩu. Đây là cái đuôi bò, thành phần chính của món lẩu đuôi bò 188 đây các bạn. Được đầu bếp bên kia chặt khúc được phần nhỏ ra. Cái đó là tim phải không chị? Bò khi mà được sắc phục sắc nát lên nha các bạn. Còn phần lẩu đuôi bò thì đâu còn gân nè, sắt nè, tim, rồi những cái thành phần của món
lẩu thì làm đây. Vân thường là bắp. Đây là bò viên. Khoai đậu. Khoai và đậu hũ. Đây là những cái đuôi được phân đòn ra để nhỏ để dễ ăn trong lẩu đuôi bò đây. Và thì bù bếp đang cân lên để ra xúc cho một cái lẩu. Còn cái thành phần đi theo của món lẩu đuôi bò, mỗi cái lẩu sẽ được định lượng. Ví dụ ở cái cân này, ví dụ 250 là sẽ bao nhiêu làng đó, và 300 sẽ nhiều hơn tí. Thì thành phần chính của lẩu đuôi bò 188 là những cái đuôi bò được làm chín sẵn như thế này, một phần nhỏ nhỏ thì lát hút ra, nhìn rất là bổ dưỡng. Cái ngâm đá trong kia là cái gì chị ha? Là tủy bò chị. Đây là bò tươi được sát mỏng. Bò bình thường là một ngày mình bán từ mấy giờ mấy giờ chị? 10 giờ bán à? 10 giờ sáng. 10 giờ bán. Mình bán ở đây được bao nhiêu năm rồi chị ha? Dạ 20 năm rồi. Lẩu bò mình mở được 20 năm rồi. Thì bạn có thể gọi thêm những cái thành phần của lẩu đuôi bò thêm nha, thịt bò tươi hoặc là gân hoặc là đuôi bò thêm, bất cứ món gì bạn thích thì sẽ được tính thêm tiền. Gừng để làm gì đây bác? Để ví dụ như là mình làm mắm gừng hoặc là mình nấu lẩu. Đây là nêm xào cho món lẩu đuôi bò với lại mắm gừng. Dạ, cho nó thơm. Cho nó ngon thì bỏ vô nồi lẩu bò đuôi bò nó thơm, ngon hơn. Đúng rồi. Là một gia vị đó. Cũng rất là quan trọng của món lẩu đuôi bò. Đúng rồi. Nếu mà lẩu bò mà không có gừng vô thì nó mới thơm. Cái lẩu đuôi bò sẽ giá từ 220 ngàn, và rau mì một tiếng hoặc là khoai hoặc là đậu hũ thêm sẽ được tính thêm từ 10 ngàn đến 20 ngàn 40 ngàn, thì sẽ có những cái thịt thêm lẩu hoặc là đuôi là tính thêm đá sắt gân thêm giá từ 130 đến 150 trên hai. Thì ngồi đó có những món tủy đuôi bò xào sa tế, đuôi bò thành các kiểu, đã sắc nướng mỡ rất là nhiều, bắp và gân, những cái món liên quan đến bò là giá có mấy chục ngàn tới hơn 100 ngàn thôi. Những món bò tái, bò tẩy chanh, bò lúc lắc, bò bột nấu các kiểu, là bò nướng vỉ.
nó ngon hơn hay là khác hơn với lại lẩu đuôi bò ở chỗ khác không? Chỗ này thấy ăn mà thấy ngon đậm đà hơn. Ăn nhiều chỗ bò rồi. Ăn nhiều chỗ rồi, nhưng mà chỉ thích cái chỗ đây thôi. Thịt nó có tươi không anh không? Thịt có tươi. Yeah. Là chú biết đến quán lẩu bò này lâu chưa? Từ hồi nhỏ rồi không ạ? Từ hồi nhỏ à? Ừ. Chú nói lẩu bò này phường 7 là chú ở phường 7 mà. Là phường 7, chú ở phường 7 này luôn. Lẩu bò này nó rất lâu. Rất là lâu rồi. Là của bạn chú. Chú thấy lẩu đuôi bò ở đây khác, có khác gì, khác biệt gì với lẩu đuôi bò chỗ khác không ạ? Thật sự thì chú, tại vì khi mà chú ghé đây thì như là đổi chủ rồi phải không? Nhất là về cái miệng đi, chú đã ăn cái lẩu đi. Ok. Cũng ngon rồi chú ạ. Giá thì nó thẳng là giá là nó hơi cao. Dạ. Đó. Nhưng mà ngon chất lượng chú ạ.